Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến với các anh em một số những gạch đầu dòng trong một số sản phẩm mà tôi đã được thẩm mùi. Đó, thì trong cái video này tôi sẽ làm một cái gọi là cái nốt nhanh cho các anh em, một vài cái, những cái chia sẻ để mà các anh em nếu như mà nó trùng vào cái sản phẩm nào mà các anh em đang quyết định mua thì chúng ta có thể dựa vào cái video này. Tôi hy vọng là có thể giúp cho các anh em có thêm những cái thông tin tham khảo. Đó, thì tôi cũng không bảo là mọi người là đừng mua hay như nào cả, bởi vì nó nói chung cái này là nó theo quan điểm của mỗi người. Mình chỉ có, mình nghĩ là cũng như kiểu mình có thêm một cái nguồn thông tin để chúng ta tham khảo thêm. Đó, chứ cũng không phải là không nên mua hoặc là nên mua, thì nó cũng là nó theo tính cá nhân. Đấy, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Một số những cái lưu ý hãy tham khảo nếu như trong những sản phẩm nó có những cái sản phẩm liên quan đến những cái kế hoạch các anh em định mua thì các anh em có thể tham khảo. Đó, thì đấy là cái video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình let's go. Chai nước hoa đầu tiên mà tôi muốn nói đến ở đây đó là một cái line sản phẩm của nhà Azzaro và nó có tên là The Wanted Perfume. Thời gian trước là mình đã có cái chiếc chai nước hoa này rồi, tuy nhiên mà mình không, sau đó là mình dọn đồ lắm ra mình không biết là mình để đâu. Thì mình có một cái lưu ý dành cho các anh em nếu như mọi người có ý định sở hữu chai nước hoa này, bởi vì thực sự mà nói nó không khác là mấy với chai bản Azzaro The Most Wanted. Đó là đây, có nghĩa là phiên bản The Most Wanted Perfume so với cái chai nước hoa này, mùi hương nó gần như là không khác nhau. Mình nghĩ rằng nó chỉ đâu khoảng tầm từ ví dụ 10 phần thì nó chỉ khác đâu khoảng 0.5 hoặc là 1 phần thôi, còn 9 phần là giống nhau. Cho nên nếu như các anh em nào mà có ý định mua chai nước hoa đấy mà không thấy hàng thì chúng ta hoàn toàn có thể mua chai The Most Wanted này, bởi vì với cái mũi của mình ngửi thì nó thật là mình không thấy có cái gì là khác nhau cả, với cái tông mùi ngọt hơi cay nồng một chút, không khác gì nhau. Phiên bản chai này không khác gì nhau cả. Cho nên anh em cũng không cần thiết phải quá là bỏ ra nhiều công sức để săn lùng cái chai nước hoa đấy. Nếu như mà hàng nó không có sẵn quá nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể mua phiên bản Azzaro The Most Wanted để thay thế cho phiên bản The Most Wanted Perfume, bởi vì như mình đã nói mùi hương là gần như là giống nhau, không cần thiết phải mất quá nhiều công sức để tìm. Ok, đó thì sản phẩm đầu tiên đó là Azzaro Line The Most Wanted. Chai nước hoa thứ hai và thứ ba thì mình không có sản phẩm ở đây, cho nên là mình sẽ để hình ảnh để cho các anh em tham khảo. Thì đầu tiên đó là Chanel DBK Perfume. Đây là một chai nước hoa mà phải nói rằng mình thấy khá là hot. Ví dụ trên TikTok ấy, thì cái đợt vừa rồi các cái nền tảng giới thiệu về chai nước hoa này khá là nhiều. Đó, thì đây là một cái mùi hương mà khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ thấy cái tông gỗ đàn hương. Đó, cái tông mùi sữa hơi hăng hăng của gỗ đàn hương, và sau đấy là một chút ngọt mix cùng với cái vị ngọt của vani. Với mình thì mình thấy nó là ngọt của vani. Còn về chủ đạo của nó đó là mùi của gỗ đàn hương, cái cay nồng ấm của bạch đậu khấu và mix thêm cùng với chút ngọt để gọi là làm nền ấy. Đúng kiểu như thế. Thì một cái mùi hương của chai nước hoa này thì nó không phải là tệ. Đó, nó ổn, nó mình không nói là tệ và nó ổn. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là các anh em nếu như quyết định mua chai nước hoa này thì chúng ta nên cân nhắc. Đó, mình nghĩ rằng là chúng ta nên thử chiết rồi hãng mua chai full nếu như mà quyết định mua chai nước hoa này, bởi vì mình cảm thấy rằng nói thế nào được, có vẻ như so với những cái gì mà mọi người đánh giá về chai nước hoa này thì mùi hương của nó chưa đến cái mức kiểu như là xứng đáng. Nó xứng đáng được đánh giá cao, nhưng mà so với cái mức mà mọi người đang đánh giá thì có vẻ như cái chất lượng mùi hương này nó chưa đến cái ngưỡng đấy. Với mình nhá, với cái cảm nhận của mình là như thế, bởi vì thực tế mà nói thì mùi hương này rất là nịnh mũi. Nó rất là nịnh mũi, nhưng nó cũng không phải là một cái gì đấy là nó có cái thể hiện sự cá tính hoặc là thế nào cả, hoặc là gai góc hoặc thế nào. nó rất là định mũi đó. Mặc dù mùi hương của nó rất là tốt, rất là thơm, thế nhưng mà nó không phải là một cái gì đấy sẽ khiến cho chúng ta trở nên phải sẽ phấn khích, phải ú hòa lên. Thì mình không nghĩ rằng là Greece Chanel Chanel DBK Perfume này có thể làm được đó. Thì chúng ta nếu như quyết định sở hữu chai nước hoa này thì theo mình thì hãy nên thử chiết. Chúng ta hãy nên thử chiết trước khi quyết định mua full chai nước hoa này. Thì mình thấy như thế thì có vẻ là nó hợp lý hơn đó. Chai nước hoa thứ ba đó là Red Musk xạ đỏ. Đây là một chai nước hoa, một cái mùi hương xạ rất là dày, đậm, và nói chung là với những ai mà yêu thích mùi xạ hương thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một trong những cái đáng để tìm hiểu đó. Thì trong mình thấy rằng trong những cái từ gọi nước hoa thì nó có một cái cụm từ trong tiếng Anh nó gọi là dạng như kiểu là những cái chai nước hoa mà cần có cái độ thử thách cao, nó gọi như là challenge perfume ấy, kiểu như thế. Có nghĩa là đây là những chai nước hoa mà nó sẽ đòi hỏi người thẩm mùi một cái gì đấy phải kiên nhẫn đó, bởi vì là cái độ phức tạp mùi hoặc là một cái độ sắc nét hoặc là một cái gì đấy của cái mùi hương này nó sẽ đòi hỏi người thẩm mùi phải sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian đó. Cho nên là thường thì trong giới review họ đặt nó giống như kiểu là một dạng nước hoa mà cần một cái độ kiên nhẫn cao đó, bởi vì nó kiểu như thế. Thì chai với mình thì Red Musk này là một dạng kiểu như thế. Nó không phải là dành cho có thể là lần đầu mà chúng ta sẽ cảm thấy thích, hoặc lần thứ hai chúng ta cảm thấy thích, mà hoặc là những người mà thích cu đậm mùi ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích luôn. Nhưng cũng sẽ có những người mà cảm thấy là lúc đầu cảm thấy nó rất là khó vào cái mùi hương này, và đôi khi mà chúng ta sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định thì mới có thể thẩm được cái mùi hương này đó. Mình cho rằng Red Musk là một dạng kiểu như thế. Còn thì về xạ mùi hương này thì như mình đã nói rồi, nó rất là dày, đậm đó. Nó khác với những cái chai kiểu White Mus xạ trắng, mà đây là xạ có một cách nó khá là nó đậm đặc hơn rất là nhiều. Thì có thể là với một số các anh em chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi khó để có thể cảm nhận được mùi hương đó. Thì vấn đề ở đây như mình đã nói, đây là một chai nước hoa mình đánh giá, mình xếp nó vào dạng là sẽ cần phải có một khoảng thời gian kiên nhẫn để thẩm, chứ khó để mà có thể là lần đầu. Tất nhiên sẽ có những anh em như thế, nhưng mình cho rằng là cái số lượng đấy rất là thấp. Thì nếu như các anh em nào có ý định mua chai nước hoa này thì chúng ta nên tham khảo cái ý kiến của mình đó. Mình không nói về cái mùi xạ chai nước hoa này là chán hay là hay, cái đấy là cảm nhận của mỗi người, nhưng mình đánh giá nó sẽ là một dạng cần phải có một khoảng thời gian nhất định để có thể trải nghiệm được mùi hương đó. Thì chai nước hoa thứ ba Red Musk. Và cái cuối cùng tôi muốn nói đến đây đó là cái mùi hồng. Thì với các anh em nào đang quyết định bắt đầu vào mùi hồng thì tôi muốn gợi ý anh em có thể ví dụ như chúng ta mà ngân sách đã không phải là quá là dư dả mà chúng ta thích mùi hồng thì các anh em có thể tham khảo Paul Smith Rose. Đây sẽ là một mùi hương mùi hồng mà giá cả phải chăng đó, và mùi hồng của nó thì rất là ok đó. Hoặc nếu không hơn, chúng ta muốn có chúng ta có một ngân sách lớn hơn, bạo chi hơn, thì chúng ta có thể tham khảo District All Rose đó. Thì mình cho rằng nếu như để mà bắt đầu với mùi hồng, tất nhiên nó còn rất nhiều chai mùi hồng. Đây không phải là hai chai tiêu biểu, nhưng đây chỉ là cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Đó là ví dụ như anh em nào muốn bắt đầu mùi hồng thì chúng ta có thể tham khảo rẻ thì là Paul Smith Rose, và có kinh tế thì là Tick Tick All Rose đó. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những gạch đầu dòng trong một số sản phẩm mà chúng ta nếu như quyết định mua thì chúng ta có thể tham khảo video này của mình. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong nhiều video tiếp theo. Ok, còn bây giờ hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.